Ok, hello anh em. Sau cú gắt hồi nãy của con Gitfall, khi Gitfall đó thì tôi chịu phanh luôn rồi. Update nó lên phiên bản 5.25 là cái bản này hotfix của nó nè. Nhưng mà vẫn bị cái lỗi như cũ luôn. Chứng tỏ cái bản fix này là nó fix cái gì á. Đây, vẫn bị cái lỗi y chang như nãy luôn. Vừa vô game thì vô ngay cái cảnh đầu nhảy nhảy như là bị tiếp à. Nên chịu phanh luôn rồi. Hiện tại bản 5.25 mới vừa update bản hotfix nãy. Nhưng thấy cuối cùng kết quả vẫn như cũ. Không cải thiện được máy rồi. Giờ chúng ta chơi game khác thôi, chắc kiếm game là của cũ rồi. Con thư viện bao này cũng mới ra luôn mà đang chơi cái bản này Ali Upset luôn hay gì đó. Cái bản này được trợ team nó gửi key nên chơi thử luôn. Nên cũng chưa có chơi nữa. Bản này cũng đồ ảo rất là đẹp, con này lúc trước cũng nói trên và cái buổi giới thiệu game lần trước rồi. Đây tranh thủ coi lại luôn ha. Chơi là cũng khoảng 2 phút. Con này cơ bản thì đồ họa nó rất là đẹp, xu hướng nghệ thuật chứ không phải gọi là đẹp, nó chân thật. Yếu tố game này thì không có yếu tố hành động nhiều, chủ yếu là chạy nhảy lén lút nè, chạy nhảy lén lút pha tí giải đố. Đồ họa rất là nghệ thuật luôn, phong cảnh sáng chiều tối trưa là đủ hết. Con này thì để chừng nào gánh này chơi xong. Tới coi trong thư viện có game nào đáng chơi không. Đây, đây gần Keeper ha. Con game này thì cũng khá cũ rồi, không có mới, nhưng mà gần đây mới chơi nó thôi. Bữa cũng chơi bấm bấm thử mà ăn hành quá nên giờ chơi lại. Đợi login đổi qua team khác nhé. Quên quên hôm qua mới chơi. Đây. Game đó đây. Game này thì ra mắt cũng khoảng 2 năm rồi. Gần 2 năm. DLC nó rất là nhiều nha. Nhưng mà cái bài game nó cũng khá rẻ, để anh em để giảm giá hả mua chứ đừng có mua giá gốc. Tốt nhất chọn thời gian thôi. Đây. Lần trước thì bấm bấm bảy đúng không? Nhưng mà ba thì xóa đi. Giờ chưa mới đây ha. Đây. Xếp xếp một gì đi. Xếp một thì cũng cổ lắm mà. Hồi xưa chơi là chỉ bấm bấm thôi, không biết suy nghĩ gì, anh không có dùng não luôn. Are you a slave master in search of something new? Are you an enchantress with này hình như nó giới thiệu DLC gì vậy? Are you a misunderstood genius? Sign up with the Dungeons Company. Assemble your ideal team, train your monsters to defend our treasures from ever. Bạn tham gia vào một công ty đóng vai một quái ngục, điều khiển mấy cái quân đoàn. And become a part of the legend of keepers. Rồi xong, chủ yếu đoạn giới thiệu ban đầu thôi. Chơi cái đoạn hướng dẫn là chơi lâu quá rồi, không nhớ nữa. Chắc chơi lại quá. Chơi lại đi chứ giờ không có hướng dẫn thì như mù đi đêm. Chúc mừng là bạn đã hoàn thành. Rồi ok. Công việc của mình là bảo vệ kho báu trong Dungeon này.
Bây giờ là cái giai đoạn huấn luyện của mình. Các anh hùng chưa đến đây dành lấy kho báu của mình. Rồi ok. Nhiệm vụ của mình là đặt 7 phối hợp quân lính để phòng thủ. Theo một thông thường á, thì người ta là anh hùng đi thẳng vô, mình đóng vai anh hùng mình đi đánh quái, mình chiếm kho báu. Còn này ngược lại, mình đóng vai quái ngục, mình sắp xếp mấy cái cạm bẫy với mà mấy con quái vật để chống lại bọn anh hùng này. Tội nghiệp không? Đúng là chuyển sinh là ma dương hả? Bây giờ cái đầu tiên là gì? Đây bon đó. Cái sườn trừ 10 mod và mi cái hệ thống demo gì? Mod mỗi tool sẽ giảm là tổng cộng là trừ 10 mod mỗi tool. Tức là 5 lần 2. Sẽ tắt 2 lần. Mình đặt cái bẫy vô đây. Rồi sao nữa? Đây là chỉ số của mấy thầy cô đi vô mình, là nhiệm vụ mình đánh bại bang này nè. Mấy chi tiết này phức tạp quá, ngồi tính. Nhìn phim. À, nó có 4 cái phòng trên này nè. Chúng tôi luôn có một cái phòng trống. Cái phòng trống này thì mình có thể dùng phép hoặc là mấy lính nó boost cho nó. Đây, đây là phần quan trọng là phần combat nè. Chữ quan tâm với chỉ số tấn công và chỉ số kháng của nó. À, đây là bàn lính của mình. Nhiệm vụ mình đặt nó vô ba lót này. Con này nó có hai khiêu, là một khiêu tấn công phía trước với một khiêu diện rộng. 3 chấm này chắc ao ai rồi. Cái chữ tấn công phía trước gây 30 đâm nhật lý và phá giáp. Số 3 là cái gì không biết. Giáp bị trừ đi 40. Số 3 này chắc là 3 thun quá. Chỉ số của con này là giáp nó 40. Vì là mình đặt những con mà có máu cao mà không sợ phá giáp phía trước. Để con này nó đạm vật lý, nó có phá giáp cũng không có tác dụng. Hoặc là âm tác dụng luôn không à. Thôi mình đặt con này đi. Con này 120 máu. Con này thì tấn công con cũng là phía trước luôn. 50 đâm độc. Áp dụng 3 hướng độc. Độc của mình kháng 50 lần. Nên đỡ được 2 chiêu của nó. Con này tấn công phía sau gây 40 đâm vật lý. Vì mình đặt con này giữa con này phía sau. Tại con này có 25 giáp mà con này không có giáp. Đặt phía sau để bị con này đánh nó không chết. Đây là kill của ba con bên mình. Con đầu là gây 35 sát thương vật lý và hiệu ứng chảy máu 2 tuần. Chảy máu thì trừ 10 máu. Mod này là cái chỉ số gì không biết. Chắc hồi nữa nó cho mình biết. Tấn công phía trước chưa 40 mod. Kia là 40 đâm băng. Tiếp đi. Cái cuối là cái gì chưa kịp nhìn luôn. À đây là cái phòng mình có thể sử dụng kill của con boss của mình. Tăng 3 cái hưng phấn cho các quái vật của phòng kế. Chắc boost cho ba con này của mình đó. Chọn đi. Mình với con cái là đâu phân dân được. Đây. Không làm gì cho vui đâu. Rồi đừng có quên combat được đầu tiên. Gán nhớ. À đây mình nãy có boost nè. Hay mình boost cho nó luôn nè. Đây là cái khiêu của tôi nói nó gì. Sợ hãi. Phía trước trừ 5-2 mod. Đây là con này. Tên tool của con ma mình nè. Đỏ này của nó. Tôi còn đầu bí ngô của mình. Tôi còn ngọt. Không có một khiêu mà dùng được hay gì á. Số chiêu này phía sau sao cũng được ta. Trừ 52 mod. À mod là chỉ số tím phía dưới nè. 100% thì nó gây đam là không có thay đổi. Nó có 4 cái nấc là chắc mỗi nấc 25% á. 75% đam dây gây ra là giảm 15. Dưới 15% mất máu tối đa. Rồi ok. Coi thứ đây. Đây là cái mod nó còn có chút xíu à. Nó chuyển qua cái mặt bí sĩ nè. Lo lắng nè. Fireball cầu lửa. À mình ghê vô đây có thể xem được chỉ số của nó lúc mà nó ăn cái kill của mình ra sao nè. Sao còn có chấm máu hả? Mỏng manh yếu đuối gì vậy? Thử rồi. Nửa cây rồi. Con này chưa đánh nữa cũng còn có nửa cây rồi. Thôi dính 7 tuần độc. Kháng độc 50% mà còn gì nữa hả? Có chiêu gầm trừ 20 mod tất cả. Ba thằng. Rồi. Bể giáp luôn rồi. Rồi. Tuần sơ sẽ xanh cỏ luôn á.
Nó có hình bỏ chạy không? Vậy cái món mod này chắc giống mà cái chỉ số sẽ chết bên Dash bên Gion đó. Khi mà cái chỉ số chết lên chầm chầm có thể độc tử, còn cái này nó không độc tử mà. Tử không? Bỏ chạy à? Hình cái thằng người bỏ chạy nãy. Rồi con quái mình đi bụi luôn rồi. Rồi, chưa đánh nữa bụi luôn. Rồi xong chết rồi. Rồi đây là mình là quái ngục rồi này quá. Chưa bị đi nó giả như con này. Ba kill. Kill đầu là trừ 40 mod. Kill thứ hai là đam khí hả? Ai đam hả? Gọi là phong thực đi. Gây sức huyết. Chảy máu. Trừ 15 mỗi tuần. Chết luôn nè. Cho nó chết trước đi. Máu mình cho cái gì ngàn hai lần. Đoán ra đi luôn này. Rồi, nó hiểu cơ chế. Nói chung đây là cái phần hướng dẫn đầu game tutorial rồi. Đây là mình đây. Mấy cái này thì lâu quá rồi, còn 2012 ở đây nó gì. Nhớ lại mang máng cách chơi. Tha lành. Mình tăng được 4 cái này. Mỗi khi quái vật bị đánh bại có 10 đến 20% cơ hội quái dần đặng được cái sale. Cái sale này thì đảm nhận vào giảm 20%. 10 đến 20% giảm được 20%. Bèo cái gì? 50% cơ hội nhận được cái boost khi gây ra đam. Boost thì sẽ tăng được 10% cái đam vật lý nhưng mà cái đam tinh thần. Còn này gây thêm 10 với 20% tinh thần nữa. Đam trực tiếp luôn. Khi mà Hego bị đánh bại với một quái vật, tức là quái bên mình đập từ bên nó thì có 10 đến 20% nguyên một nhóm nhận được cái hiệu ứng boost. Ngon à, này boost ba con mà. Đấy. À có reset đây. Rồi ok. Chắc đăng cái điểm này trước. Điểm siêu này thì cái tỷ lệ nó quá thấp, giảm đam thấp nữa. Rồi. Giờ chơi làm sao? Đúng đây hả? Ê, trên này có rất nhiều lỗ quái à. Trước mắt thì cứ chơi con này đó. Mỗi con là mỗi map khác luôn. Vậy trung bình 2, 4, 6, 8 9 gái. Con này 9 gái luôn. Mỗi loại 9 gái hả? Giờ hai con này vẫn phá thôi. Level 3, level 5 mới mở. Mấy con này chắc bên DLC á. À, ta đây nè. Nãy giờ mò mò gì. Rồi, chào đến tập đầu mod. Rồi ở đây thì chỉ có quái với người. Rồi ok. Hướng dẫn gì đủ rồi. Từng một đánh mấy con này luôn rồi. Ủa chưa chọn gì vậy mà. Để được 37 nè, nãy mình có mỗi cái đầu này thôi. À cái chỉ số mod nữa nè. Con này tấn công đầu, đâm độc. Sau lưng đâm khí. Đầu đâm lửa. Chỉ ở đầu là lửa với khí, lửa với độc. Sau lưng là khí. Mà con này, cái này là gì? Gây 10 đâm vật lý và chảy máu. Đây, mấy chỉ số giáp nó rất là yếu này. Trừ 20, trừ 45, 10. Nên ưu tiên cái chảy máu trước. Rồi ok. Đây là con đầu là độc. Độc với lửa. Lửa con này yếu quá. Đây con này kháng độc kháng lửa mà. Mà sao máu bẹo quá vậy? Nên để con này hàng này trước đó. Không, đậm khí nó ra ngoài sau nên chắc phải để cái này cuối rồi. Rồi đội hình này đi. Con này thì khí của mình nó kháng được cái 50% nữa. Con này thì nó sẽ đánh ra cái khí ở vị trí cuối cùng là 45 nè. Để cái này có thể sống được 2 tuần. Tôi đặt tiếp cái 7. Đây, cái này thì kích cầu cho quân mình ở cái tuần sau.
Vì sao giống nãy vậy? Lửa trừ 65 nhầm nữa. Đây. Còn này khang lửa nó cao nè. Khang lửa khang độc ổn. Tới còn này này. Map này map băng nên chắc cần bui quá lửa nhiều á. Rồi ok. Đó, cái 7 nãy mình chạy qua con nó 15 nhầm, đang để tốc độ x3 nó nhanh nha. Mình đánh trước con goblin, cái chỉ số này chỉ số service nè và cao mình đánh trước. Power là cái điểm lực chiến à. Thủ máu. Đam hàng đầu thì nó sẽ gây 35 độc 3 tuôn, gây sát thương vật lý. Dục đam. Nên đánh hàng sau trước hay hàng đầu trước đó. Nghĩ đánh cái bộ hậu cần của nó trước đi. Bây giờ nửa cây luôn rồi, như mình quăng cục độc vô, cục độc luôn. Chém chảy máu đi, thằng này giáp 10% mà chém thằng này gây độc hoặc là giết luôn, giết luôn đi không? Tại vì tới tôi thằng này xong tới tôi này giết. Chết chết rồi, chín độc rồi. Chiều này thì gây 12 đam độc cho tất cả quân địch. Mấy này kháng độc cao, chốc bắn phán thôi. Để ra rồi đi bụi luôn. Cắt đầu đi, cắt đầu gây độc. Có gì mình chết hết qua mấy tuần sau thì mới nói xong. Lần này kháng độc nó 20 lần cao lắm. Rồi. Rồi lửa quất cái chết luôn. Cái này là hù nó trừ 24 với áp dụng hiệu ứng sợ hãi. Hiệu ứng sợ hãi thì sẽ bị gây 7 tăng thêm 50%. Cái 7 này của mình là gì đó? Kích quân nè. Thôi, giết nó đi. Đây 3 đến 1 thì không chọc cũng mẹ thôi. Mình anh ấy chấp 3 lần, bàn mình chấp mình anh ấy luôn. Một hết đi luôn nè. Đây là bạn nó bảo vệ thành công kho báu nè. Đây cô khiêu 12 máu. Chỉ số sợ hãi không. À tức là mình giết nó mình sẽ lấy được máu, còn mình thù nó sợ thì lấy được cái giọt lệ. Đỏ với xanh. Còn phòng thủ được thì 122. Cho mình 3 con nè. Con này gây đam vật lý và phá giáp. Con này độc đam, nhận 2 siêu nếu mà đối phương dính độc. Tức là đi với con cung nãy ngon á. Con này thì 50 đam vật lý. Và gây chảy máu. Con này thì lửa yếu. Cán lửa vừa 40 vừa 20. Chắc lấy con này phép 50 lắm. Quái vật đằng sau con Keleton chiến binh xương này sẽ được giảm 15 nhâm đam. Chắc lấy con này đi. Con này thì gõ cái phá được lớp giáp. Tạm thời thì mình chưa biết nên bui phép là bui giáp hay bui độc ấy. Mình cứ lấy con đầu đi. As you could probably guess, dying isn't the nicest experience. Fortunately, our lich doctor is here to resurrect you. Your employee's morale is therefore a matter to be taken. Cái này mình sẽ bắt đầu với chuyến hành trình có mấy khách hàng của mình. Này gì đây? À ba con này, ba con của mình. Bấm vô đây. Trừ 1 đến trừ 2 bia là nó hiện cái này. Cái này là cái nhân viên em lót là nhân viên của mình, khi mà chết á, thì nó sẽ trừ tục 1 hoặc là 2 mod. Khổ vậy. Không mod. Họ sẽ bỏ đi trong vòng 10 tầng. 10 tầng hả? Cái này là mỗi đơn vị là 1 tầng giống mà đá xịt đương do anh đó. Cộng 3. Sao biết?
À, tức là cho nó vô đây thì nó sẽ hồi được cái đó rồi. Con này chưa gì trừ hai rồi. Thôi vô chỗng nằm đi. Remove. Gum 1, gum 2. Swap gum. À, swap gum đổi chỗ. Một là mình đặt đầu tiên, hai mình đặt cái này cái cháp hả? Mình có ba cháp nè. Con này hai thẻo rồi vô nằm ha. Thôi ba thẻo hả nằm. Lấy ra. Rồi ok. Bây giờ mình có cái nè là chi một vài tiền để nâng cấp mấy cái cháp của mình lên. Cháp là cái này. China. Rồi bấm vô coi cái là chọn luôn rồi. Trên này là mình nâng cấp cái level 1 đây, nâng level cho nó. Máu là từ 0 gấp về 0 nó sẽ chết. Ăn được 5 lượt sát thương. Con này nhìn thấy dị phản quá à. Gây mỗi đam vật lý đam độc mà chỉ số lại yếu hấp súng luôn. Con này chắc hồi là loại trước. Con này mới mua nè. Ăn được 15 máu. Giáp. Nó đánh được lần trước. Đi 100% đam cho thằng ở vị trí phía sau mục tiêu đầu tiên luôn. Ngon. 250 nó mắc cái gì. Này. Con này 200 à. Khi một con quái trong team của mình nằm xuống á, thì nguyên nhóm mình nhận được ba cái boost tăng 30% đam và chết một con tăng 30% thì còn ý nghĩa nữa đâu. Gây 60 lửa và thiêu đốt luôn. Có 125 lòng mà chơi. Nhưng mà nó không tăng cái sát thương lên, nó chỉ tăng cái hiệu ứng này thôi. Nâng con đó như này đi. Này là gì? Chọn một nhân viên để bảo vệ cái cứ điểm của đó. Cái này là sự kiện. Sự kiện thì cứ vẫn có, chọn thứ này đi. Con này là sẽ cho nó đi 5 tầng và mình được trăm mấy vàng với hai bia 20 máu. Con này con cùi nên chắc cho nó đi quá. Cái gì đây? Giả kim thì có để thay đổi chuyển được 100% gót bút và máu là cái gì không biết. Cho con này đi trước đi, bán nó bán mạng được thiệt. Bùi một quái vật vào cái bẫy gì đây. 30 đam khí gây 2 điểm yếu khí. Cùi quá vậy. Cái này là cái bẫy à. Con này có bộ được à. Không có cái này nè. Nhưng mà máu có 60 à. Gây 8 đầm lửa và trừ 8 cái tinh thần. Điểm tinh thần sẽ gấp đôi lên nếu mà mục tiêu có đang hay bị trừng phạt gì đó. Chắc là dính mấy hiệu ứng quá. Con này đâm khí à. Mua thử không? Hay là mình ra tra cái đi. So, ba con này thì mình có hai con mà. Cốc nè. Thôi chắc không mua đâu, tiết kiệm tiền đi. Lừa đảo. Bán hàng lừa đảo. Chết mẹ rồi, anh không ra rồi. Bấm cái vô đánh luôn chứ không cho mình chọn. Đây mấy điểm tinh thần nó rất là hấp rồi. Chắc đánh tinh thần hơn là đánh máu á. Con này thì trừ 45 độc. Yếu di độc. Hai con đầu yếu di độc. Hai con sau yếu di băng. Rồi giờ yếu di độc hai con sao yếu di băng hả? Thực lý thì con nào cũng căng nhé. Mình đặt được cái 7 hai nhóm lính cái 7 sao vậy chắc đặt cái 7 bút chứ. Tại vì không đặt cái 7 bút ở đây thì đâu có bút đâu được nữa. Đặt cái 7 bút trước đi. Rồi giờ nó sẽ gây đam khí phía trước.
vật lý phía trước, đâm độc phần 1. Đây, con này tăng được nè, tại nó vừa kháng khí vừa có giáp luôn nè. Rồi tới con này, đang tăng trước, yếu gì độc gì con này có thể phát huy được. Đây chắc cho con này tăng. Đây đội hình gì đây, nó vô tới đây rồi thì chơi mod hả, mod đó. Đó rồi tới đấu boss 5 phòng. Gì đây, né đòn tấn công kế tiếp. Nếu như nó né thì mình đánh kill AOE vô đi, tại vì nó né thì vẫn còn trúng được hai kia. Nó né thiệt luôn kìa, không dính hiệu ứng độc luôn nữa. Bây giờ mình chọt nó một cái sức quyết, còn đâm cái này đâm hai lần luôn, nên chọn cái nào ta? 58 với 2 thì 106, còn cái này thì 78 cộng với 10, 88 đâm đôi đi. Cái này là gì? Giáp tăng 40%. Tăng cái này đánh không thấm luôn cho nó tụt hot đi. Bây giờ bể giáp luôn rồi. Sắp chết luôn rồi. Đọc tiếp. Đâm đôi đi chứ giờ đâm hàng đầu giáp nó cao quá rồi. Một anh đã hy sinh. Có tiếp. Thực ra máu nó rút nhiều hơn mod rồi đó, nên đánh cái đường máu thì nó ngon hơn. Nhưng mà chắc sau này nó cho mình, cho mình những con bui đánh cái hệ mod này tốt hơn, nên tập làm quen dần. Chưa chết nữa. Một máu. Nó tiếp. Phục kích tinh thần á. Kịp giải cái không? Kịp kịp kịp. Chơi phát cuối đi. Bây giờ tạm biệt. Cái này là boost cho quân đồng minh sắp tới. Này gọi lửa, bút lửa đi. Chết không? Nó một đòn né rồi, không chết rồi. Cái này thì thằng này nó chết luôn. Nhưng mà còn con này nữa. Chắc chơi cái này cho nó tục nót thứ rồi. Chết đi. Cái này chết luôn. Mà phải thù nó thưởng phát thôi. Lấy coi cái điểm màu xanh dương có tác dụng chưa. Thằng này sắp chạy vậy nè. Bây giờ nào hù cái thằng này chạy rồi. Thằng này hết máu rồi. Tuần sau bị lửa đốt chết luôn rồi. Cái này boss chưa kịp động thủ nữa, cho mình ba con nữa, hai con chó luôn. Con này cũng buồn, con này chó gây 30 xét đường vật lý, máu xâm lòng, con này chồng. Con này đập phía trước 50 đam phá giáp, 38 vật lý, có khả năng tôi cái này là gì ta, lửa linh hồn hai trái là gì. Con bên này trâu hơn nhưng mà nó trùng khiêu con kia, chứ chọn chó này quá. Con này phế quá. Đang chỉ số kháng nhưng mà bảo đảm cái đòn tấn công ghét rồi. Đặt nó vô đội hình chắc một tuần bốc hơi luôn. Bọn anh hùng này mang gỗ quá. Con cầm cung này thôi cho đi dưỡng sinh đi. Nghiệp mua quá. Con này đi buổi 5 tuần á. Mình có 300 tiền. Event đi.
ba cái giống hệt gì đó hả? Mình có 6 con à, cho nó đi nghe nữa là báo luôn. Mình mua đi. Nè con nãy nè. AOE 18 đâm độc, giờ gây X2 độc. Sử X2 cái điểm mo cái con này thấy cũng cùi. Máu ít quá. Gì đây? Chịu cũng gọi. Này có gọi mà. Quên cứu nữa hay không? Đúng rồi cái số gacha thiệt á. Con này đánh vào mod không à? Đánh vô vị trí ở giữa. 40 mod thì 30 mod nữa. Hai con này kêu băng không à, mua đại đi đi thôi, con này để ở vòng 2 hợp hơn tại nó đánh vào mod nhiều, vòng 2 là có 3 trên 4 con đánh mod đánh vào điểm tinh thần này, giống than đỏ chứ nó không cho mình chọn, đi chọn người bên thôi. Cộng 60 máu nếu bạn ăn nó, con mình đang đầy máu mà. Thỏa thuận thì được cộng một bia. Bia là cái chỉ số dưới rồi, coi chưa gần đâu, mấy con kia đi dưỡng sinh đó nha. Bán. Dầm đầu. Cái Archimedes nãy nè. Archimedes. Chuyện đi. Tăng attack mà giảm phép chi máu à? Thôi không được, bằng 25% cơ hội con bắt máu trở lại hình cứu sư là sao, tất cả quái vật thì nhận được 3 boost random được à, à nó nằm trong cái artifact này này. The company owns several dungeons that need protecting. We only send teams when Một hợp đồng. Thanks to the company's Hợp đồng thì mình đánh bại mấy thằng xin xò thì mình sẽ nhận được ngon hơn. Đây. Còn bên trái là hai kiếm, bên phải ba kiếm mình đủ khó. Phần thưởng của mình là Master Bonus. Master Bonus là chắc cho con này nè. Thằng bên trái phần thưởng là Master Bonus. Cho con xếp sòng. Thằng bên phải thưởng thêm cái 7. Đánh bên phải đi. Sợ gì? Vào hang sâu mới bắt được cọp chứ. Con đầu là máu cao nhưng mà mod yếu, hai con sau thì máu cũng trung bình. Level 2 nè. Phái mình ngon con level 2 nữa. Cái đam phía trước 50 đam trước đâu. Nào đam sau vật lý. Chết rồi, rồi có con này kháng lửa nè. Đam sau đam vật lý đó. Con này giáp cao không, không được, con này giáp cao nhưng phải để trước tại vì con này có cái nội tại là những con quái đứng đằng sau nó giảm được 15% đam rồi. Đam lại phòng đầu, qua cái phòng đầu thì gán dùng mod với con level 2 này nên chắc dùng cái này trước, dùng cái này để kích boost luôn. Đấy phòng này lửa đầu vật lý sao băng diện rộng lửa đầu, lửa đầu đưa con này đứng đầu, con này đến mod cho vô, con này không có kill mod, con này có mod cho vô, con này làm hơi nghỉ đi tục mod luôn để cái gì thằng này nó có khả năng sống rồi được cái đó thì nó cũng lùi luôn. Có khi thằng này chết thì còn lại hai ngày máu ít 7 rồi. Không. Mod nó đều nhau hết. Đánh tinh thần á.
Ây da. Này giáp cao lắm nên đánh nó chảy máu không tác dụng mấy, chắc hù nó thôi. Ây da, đau vậy, giảm chết 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 luôn rồi. Bạn chơi với ai chơi? Đâm đôi đi. Tội nghiệp anh chó mới ra trận sủa đường cái rồi nằm luôn rồi. Làm chậm thiêu đốt là ngon vậy. Hù tiếp. Hù cho mấy anh sợ. Mấy anh không sợ mình sợ. Đâm đôi luôn. Thằng này chắc chiếu bằng vật lý đi. Hàng này thì đánh bằng tà ma ngoại đạo. Con này gây hiệu ứng phía trước nhưng mà cuối cùng lại không có. Tiếp này đây. 4 thiêu đốt, 4 solo. Rồi. Rồi, Pantheon của tôi. Cầm cái là hết chết. Mất tôn luôn rồi. Rồi bay màu luôn rồi. Hù tiếp, hù phát cho nó sợ. Này đam vậy, đam tác dụng gây hai siêu đốt, chỉ đánh diện rộng đi, đánh diện rộng tính không ta? Thử cái này thôi, không tính rồi. Biết gì chọi lửa cho ăn này, rồi sắp bay màu luôn. Hù tiếp. Đây. Tống một chiêu vô con giữa là con giữa nó chạy luôn nè. Chạy đi. Ủa ba thằng chạy luôn rồi sao? Gì? Bảy chuột. Gây 30% độc. Ngon à. 30 độc à, nó đánh có mỗi mục tiêu phía sau à. Cái này thì giống cái của mình vậy. Thôi hai cái này có rồi, cái này đi mình hù nó chạy thì thu được cái điểm này. Không biết hai cái điểm này để làm gì. Rồi anh phu bò này sắp xanh cỏ này, anh này đã dần nghỉ ngơi sung sướng rồi ha, cho đi phiêu lưu luôn. Thanh niên này mới về hả? Đây thanh niên Leo KZ này mới về nè. Anh này mới nghỉ dưỡng. Con quái cuối mất 50% máu và 20% tốc độ. Anh này sẽ sung mãn gì? Này có giá trị nhất. Thử lấy cái này ha, lấy thử viên thuốc này. Thằng này mới về cho đi tiếp. Chuyển máu hoặc giọt nước sang các loại tài nguyên khác, tức là mình dùng hai cái này mình chuyển nó thành mấy cái khác hả? Hiện tại chưa biết xài cái gì nên thôi. Event đây. Cái này mình có 3 lựa chọn rồi. Tăng lên 1 level cho con này. Hoặc là bán nó đi lấy 150. Con này thì tăng cho mà xếp sòng của mình 12 đam. Mình mới chọn cái gì? Chợ đen hả? Chợ đen là bán quái vật không hữu dụng cho bạn. Không có tác dụng với những con quái đã bị thương hoặc là giá thấp. Không bán nào đâu, bán cái ở đợi luôn á. Con này vô lên phòng 1 đi. Con này tục 2 cái nữa còn 1 giọt. Thì cho nó đi, mày không bán đâu. Event đi. Cái 7 này bị hỏng. Bạn có thể sửa nó. Thôi, không đâu. Thôi bỏ.
gửi một con lính của bạn đi để cho nó huấn luyện. Địch tới nơi rồi, gửi đây gì khỏi về mà bên này chen lên. Gửi thử đi, chọn cái mới nữa. Con này sẽ đi trong vòng 8 tuần và cộng 2 cấp. Mình còn lại ba con này vừa đủ đội hình luôn á. Thôi bye bye luôn. Tạm biệt chú em. Bây giờ cái bên mình 4 con rồi. Chắc đưa con này lên đầu. Con chó này gây đâm độc với tục mod. Gây đâm lửa. Lửa thì con có con này lửa nữa nè. Chắc đường này mang vòng 2, đường này luôn vòng 1. Nếu vậy thì thiếu tăng không? Thôi tạm thời gì đi. Rồi chơi mấy bọn tinh anh tiếp. Con kia đi 8 tầng hả? 7 tầng á mới về. Lên được level 3. Chắc gánh tem đó. Mình đi bồi dưỡng đi 8 tầng nữa tới tầng 23 luôn. Mod thấp. Con này nó đánh mod với máu 300 mấy nhìn thấy chua dữ à. Lửa với sát thương vật lý đầu. Kháng lửa rất là cao luôn. Giáp thì con đầu rất là cao, hai sao yếu. Độc thì hai con đầu yếu. Con này yếu 35 độc nè. Để độc dồn vô cho nó chết trước. Chết rồi, không có con nào kháng lửa cao hết. Nó đập cái chắc chết luôn. Đội hình này hai con này yếu lửa luôn. Mình chị đi. Lần nào cũng chết rồi. Tạm biệt cái cưng. Mod. Mod cho con kia nó chạy. Lửa với vật lý đầu thì cho con này lên tăng được nè. Không lẽ để con chó lên tăng hả? Chó này nó boost cho mấy con phía trước nó nên đặt nó cuối mới đúng. Đây đặt này trước đi, này tới này. Để con chó này sao cho nó boost. Đợt này chắc anh xếp được ra tay đó. Cắn nó chuột. Con này yếu cái độc này gán dồn độc cho nó chết luôn. Vì mới vô còn nửa cây à. Rồi. Chưa kịp làm gì chuẩn bị đi bụi hết luôn rồi. Ô, đánh hai lần luôn đó. Hai con này chắc đánh mod thôi. Lỡ chọt cái chơi cho vui. Cho con cuối cúc luôn không ta. Máu nó 38 mà tuần sau nó dính cái mà độc thì nó còn 8 máu. Mình chơi chiều rồi đi. Tuần sau nó tự chết. Bây giờ còn 2 máu. Rồi tuần sau con này tự đi rồi. Chắc dùng bạo lực, vũ lực trên luôn. Chảy máu đi. Chọn qua cầu tiếp nhé. Rồi, tính ra bọn này cũng dễ. Ai da, mới sủa xong. Đâm đôi. Hy vọng tuần sau nó độc với nó lửa chết. Nếu chết rồi. Nó không chết mình chết. Thằng này sống bằng niềm tin và hy vọng á. 5 máu nè. Mình có thể boost cho tem xuống đấy. Tại con này kháng lửa cao lắm, nãy dùng cái gôi lửa vô cũng không tác dụng. Thôi tốt nhất giết con này đừng để nó ra chiêu. Lưỡi hái tử thần. Đánh phía sau 39 đàm băng. Con này băng chừng 20 được à. Từ 13 điểm tinh thần với 2 điểm đóng băng. Con này thì đánh vào điểm tinh thần nhiều. Chắc cái này đi, cái này sắp chết rồi. Tuần sau nó cũng chết rồi. Chó cắn nó cưng.
Con này đặt vị trí cuối được rồi. Mấy con này đi. Con này nhìn giống mạnh nha ha. Chưa sao. Bây giờ có 400 tiền. Dùng tiền nâng mấy cái chắp lên. Cái này đi. Cái này nâng được 20 đam nữa. Nhưng mà cái này tăng thêm lượt độc. Tục thêm mod. Đến điểm tinh thần nữa bé ngon đó. Thôi chơi bạo lực đi. Rồi đi thôi. Này là cái gì? Thu thế hả? Nhưng ông Vladimir này muốn hút máu mình. Mình sẽ mất 240 máu. Đồng ý thì từ chối mình sẽ mất 50 tiền, đồng ý được 200 tiền. Còn thanh toán thì được 200 tiền. Không mất máu nhưng mà thôi cho nó nút một chút đi. Cho nó boost tí sung sướng đôi bên. Nãy giờ anh boss mình có thể hiện được đâu. Sau 10 tầng chắc đầy cái máu. Tập game. Master là con này. Thôi có tiền nâng 7. Nâng luôn. Level 3. Thì đánh mấy này được này tiêu phát này. Trời ơi. Nãy giờ anh boss chưa được động thủ mà chắc ngứa tay rồi. Giáp con đầu yếu. Con này thì chỉ số này quá cao luôn. Độc lửa. Độc. Kháng độc rất cao. Yếu với kháng bằng. Yếu với bằng này khí. Cái 7 này mới nâng hả? Mới nâng xài đi. Rồi bao luôn. Hai con này đánh sau lưng không? Đánh độc với lửa ra sau lưng. Chỉ chắc để con này ngoài sau lưng. Con này đế phòng 1 là hơi bị sai rồi. Con này đế cuối. Đây, đợi hịch thì. Con này được bắn 2 lần. Tại có viên thuốc này nè. Quái vật ở vị trí cuối cùng là sẽ tăng thêm một lượt tấn công. Hạ cái tách nhưng mất 20 phép và 50% máu tối đa. Máu này rất ít nên mất máu tối đa không sao, nhưng mà sợ một hit nó bay hơi luôn. Con này đánh vào cái chỉ số tinh thần cao để vòng 1 hơi sai. Độc với lửa phía sau. Đây con này để cuối cùng được. Con này cũng được đó. Coi thứ tự nào được. Con này để cuối được. Con nào để đầu bây giờ. Con chó để giữa thì nó không có xài được cái hiệu ứng boost thứ hai này. Nhưng mà cái này không có quan trọng mấy. Hay là đưa con chó ra sao đại đi. Nhưng mà con này đánh 2 lần thì nó ngon hơn. Thương chân quá. Rồi người dắt chó đi. Con chó đã đánh 2 lần. Tới đây rồi chắc chơi cái 7 cái này thôi. Đâu lựa chọn nữa. Tại vì lúc này đâu có còn lính nào để mà boost cái hướng đam nữa. Còn cái 7 độc vô con cuối thì không thể dùng máy. Tại nó kháng độc cao quá. Hy vọng lần này anh boss được ra tay. Chờ nhím giữa không bị à. Lần này gắn bắn ra rồi xong luôn rồi. Đặt ngoài sau chi. Con này chưa giáp yếu. Chắc đánh máu nó thôi. Chọt cho nó chảy máu. Ngay hay là chọt đôi ra. Chảy máu ra đi.
Sống không? Sắp chết luôn kìa. Được. Trời không tiếc đó. Rồi bay màu. Này đi. Nó sẽ chảy máu 6 lượt, bốc cháy 3 lượt, tuần sau nó tự chết. Không gán đường tuần nữa. Một thằng. Bút. Bút cho đồng minh nó phòng ghế. Nó có một điểm né tránh đầu tiên. Rồi anh chó chưa kịp. Cái này hơi bị bóp rồi đó nha. Nó né lượt đầu vậy đánh đàm diện ngọc đi. Đốt bằng đầu luôn chứ cháy 3 thôi. Ông này thì đánh. Sống đường tuôn nữa. Đốt tiếp. Tuôn sao chứ này chết rồi. Chắc bay màu anh này quá. Bay thiệt rồi kìa. Lửa đốt tự chết. Ây da, gán một chấm máu nữa. Rồi tới đây lửa tự đốt chết rồi. Nó hai lượt néo luôn nè. Rồi rồi. Bất công. Tuần sau chết. Chết đi. Được 44 tiền. Này gì đây? Chỉ đặt một cháp nhưng tăng hiệu ứng đó. Đam con hàng đầu tiên thì hàng ngày sau cũng dính 30% nữa. Pocket Migo à? Cái này không biết là gì, lấy thử. Cái ghi chung chung á. Con này sắp xanh cỏ rồi. Chắc phải mua thêm lính thôi. Cốc đó rồi. Mình đâm khí không à? Đội hình mình không có nào khí vậy. Miệng băng hả? Chắc lấy cái lò nung quá. Không, mình cần lính ra thôi, gần máy. Đâm băng cũng không cần. Tại vì có mỗi một con chỗ băng thôi. Tiếp. Thôi xong rồi, lỗ rồi. Lỡ rồi. Gà cha ăn cứu nữa. Toàn rồi. Thôi bỏ đi. Này là gì? Cho nó đi khám phá di tích hả? Cộng 2 bia. 75%. Một con bị thương 3 tầng 3 bia tiền. Đi 5 tầng. Lấy cái này có tiền luôn. Con này nằm viện. Con này nằm viện 3 tầng. Đội hình mình vẫn còn đủ. Trong này là chắc vô đây cầu nguyện cho nó chăm sóc y tế nữa. Đây dùng 20 cái này đổi lấy 2 bia. Cảm ơn thôi, còn 1 bia được rồi. Này tuần sau nó về rồi. Rồi hình đủ rồi. 3 bia thì nó chưa bỏ đi đâu. Tuần sau có boss mà. Nào ba. Thôi tự tin kiếm event luôn. Con cầm cung công 10 hồi xếp đội hình tại sao
vàng master bonus rồi đội hình khác. Tại con này chơi được cái chiêu giảm tốc sau lưng nó lên level 2 nè. Con này đi về level 3 nè. Chắc chờ con này xong vòng 2. Tại vì con này ưu tiên ra trận nè. Hai vị trí này có thể thay thế. Ủa con mặt nạ đỏ còn mặt nạ đen hả? Con dưới chỉ có đâm băng thôi. Còn con trên thì đâm băng với đâm lửa luôn. Mà con dưới nó trâu hơn. Còn trên thì đâm tinh thần thôi. Sau cái lần úp đắt trước thì nó cũng hơi khác rồi. 400 máu đùa nhau à. Hên chỉ số tinh thần nó thấp. Nên em đợi tí. Ok tiếp. Nó có cái gì trên màn hình chứ? Để tôi dọn nha. Màn hình nó dính cái hộp bụi vậy. Nghe lau cho nó sạch. Lau không sạch là mấy thằng Hego vô nó phá chết. Cái này gọi là Sugiro Quát nè. Bị đội tự sát nè. Đây. Đầu tiên này hai cây song kiếm à. Yếu dưới băng và độc nó gây sát thương vật lý. Vị trí tiền đạo gây là khí tiền đạo luôn. Sát thương vật lý với khí đầu tiên. Đây có thể đặt con này lên trước được nè. Giáp cao nè. Giáp cao chỉ số kháng khí cao nè. Thằng cuối cũng đâm khí. Cuối cùng để còn kháng khí. Chắc để này quá. Rồi để con băng đi. Giáp nó rất là cao luôn nên mình không có đánh con này được. Con này chắc gầm cho nó yếu lại thôi. Con thằng này thì không có thể bị dính độc luôn. Chỉ chắc không dùng độc đâu, dùng băng này đây. Con độc này cũng bao đi bụi rồi. Rồi, không thể đổi hình ban đầu nên gì. Sát thương vật lý rất là cao nên cái 7 này nó khá là phế. Nhưng mà mình nâng nó nhiều nhất rồi. Xài đại đi. Nâng xong không xài uổng lắm. Hay để cái 7 đó ngoài sau thôi. Để cái 7 này sau đi. Ở đây là để cái phương này cho nó kích. Rồi để tục mod đi. Tục cái điểm tinh thần của thằng đầu tiên nè. Thằng này nó mạnh lắm. Trâu lắm. Bây giờ để con vật lý ở đầu. Hai con khí ở cuối. Vật lý với khí ở đầu. Chết rồi, không có nào ngon được gì anh. Đặt con này đi. Trừ sao nó trâu. Tiếp theo chọn một con hai con. Khí ở cuối chắc để con này. Con ở giữa. Giữa hàng lửa đi. Rồi ok. Hai bấy này. Đợt này chắc thằng Master là thằng hành nữa. Mới vô nó có 3 bút luôn nữa. Không thấm luôn. Giáp nó quá cao. Chắc lấy hiệu ứng chảy máu đỡ.
Giảm đam hả? Những này đánh vô cái điểm tinh thần đó thôi. Đồng đôi đi. Gào tiếp. Tiếp tục điểm tinh thần xuống. Ít ra nó cũng giảm được chút đam. Tục phép 11 tuôn. Vậy gán gạo gạo vô mấy cái tuần sau không có cơ sở chơi. Rồi bay màu luôn. Các anh hy sinh rất anh dũng. Phụ chứa nó sợ tiếp. Nếu như chơi cú này thì thằng này nó gần bỏ chạy luôn. Chơi cú này thì thằng giữa cũng gần bỏ chạy. Cái này trước đi. Tuần sau là thằng giữa nó chạy rồi. Con này phía trước gây đâm lửa, khù tiếp. Chạy đi, đó, hai thằng chạy, thằng này. Lì hả? Bạn lì hả? Đó, mình dùng một tinh thần thôi, mình không cần dùng đến vũ lực. Phòng này thì tăng được 4 tool, 40% luôn. Hot trừ 50 phía trước. Này là gì? Chỉ số kháng hả? Được. Tăng chỉ số kháng đi cho nó trâu. Dù sao mình là boss mà. Con này level 3 sắp xanh này. Chắc phải cho nó nằm viện tí. Đưa một con lên, đường này lên đi. Thằng này khá là phế nè. Cho nó vô đây làm dưỡng lão luôn. Ba đứa này đánh chắc đường tôn nữa. Không ổn. Để đưa một con sang vùng 1 để cái gì nó đỡ rồi được. Có khả năng đường này sang vùng 1 đi. Mấy con này là ba hộp á, giờ này nó đánh được một lượt nữa là chắc nó đi nằm viện hết luôn á. Mua. Mấy con này cùi quá, giảm đam nguyên tố 20, quậy cái nơi. Mới nè. Không cũng cũ rồi. Giảm khí thôi, cùi quá, sai lầm rồi. Tiền học phải nâng quân mới được. Tuần sau trăm phi hành nó ra nè. Nâng quân ọt này tấn công thì mấy con ọt khác cũng được một phút. Ọt là cái tộc hệ này phải không? 10% thôi, không đáng. Chó là áp bi hai cái giáp đằng trước, hai chỉ số bút đằng sau. Chắc năng cho con chó này quá, để nó tăng được 20 máu nữa. Nên con chó đặt phía cuối là hai con trước nó cũng trâu hơn chút. Đây đi. Này tăng tí đào mà không ngon. Đây. Đặt ở giữa thì được 20% tốc độ khi bắt đầu cũng đóng. Đặt phía sau thì 20 cái điểm dừng phải. Được, con này tới 30 máu là con này ngon hơn. Hấp tiền. Chính thức phá sản. Event. Con Dogo hả? À? Cho mình con Dogo này với điều kiện 30 máu. Cần ta? Không, không cần đâu.
chơi trang phi hành luôn. Bệnh gì mà cứ tự tin vào thực lực. Má nhìn máu nó, thằng này 500. Hai cái nội tại khủng khiếp luôn. Đam gây ra kèm 1% máu đã mất nữa chứ. Dạ xua à. Tức là máu nó mất 90%. Rồi nó chém một phát tăng gần 50 đam đó hả? Gây đam khí gì yếu với khí. Đánh vào phía trước. Này đánh lửa. Trước vật lý. Gì là khí với vật lý phía trước. Khí với vật lý nè. Không, để con này ngon hơn. Khí với vật lý nè. Đầu này nó chỉ số này khá thấp, chắc đặt kiểu này đi, phần cuối nó hóng được 2 lần. Để con này làm chậm 2 lần đi ngon hơn. Thì đầu game chắc mình không đánh được nhiều đâu, vật hy sinh thôi. Chó level 2 mà không được ra sân cũng uổng. Con này kháng lửa quá yếu, trong khi bọn này nó đâm lửa. Này, gì gì đây? Những con level cao thì phải ra sân, một trận này trận trăm phi hành nữa. Đánh tinh thần. Nên dùng cái này. Vật lý di khí đầu rồi, không có con nào chịu nổi một hit luôn, có khả năng là bốc hơi một phát mà luôn á. Đặt con này sau cuối là chắc một hit nó chết luôn, nên phải đặt đây thôi. Này cho cái cưa cùng sức năng lên level 3 mà gặp mấy này giáp cao mà chưa gì còn nửa cây à. Rồi con này chắc đánh đường cái đi luôn á. Rồi thổi băng cái đi rồi nằm. Ủa sao đổi vị trí lên đầu vậy? Cố gắng giết con ở giữa hả ta? Đúng một lòng đâm hai đi, cái gì hồi dồn đâm ngón giữa được. Này kháng lửa rất là cao nhưng mà nó cho thằng này hiệu ứng gây ra đòn lửa sống đường tuôn đó. Đâm đôi đi, để hai thằng đều dính lửa luôn nè. Rồi, anh chó cắn đường cái. Đó, anh giờ xua chém ghê quá. Tăng đam cho đồng đội. 6 bút luôn nè. Đây xài rồi, cái đó khá cùi luôn. Thằng đầu sắp chết thiêu đốt chết luôn rồi đó. Tuần sau tới này chết rồi, nó một hit nó giết ba luôn. Giờ xưa chém gió kiểu này ai chơi lại.
solo 1-1 với anh hả cưng? Trời, khí của mình còn trừ 55. Không sao, vẫn chơi được. Tôi sao nó thắng này. Bye. Mất mộng 3 cây rồi. Đây, ngon nè. Lồn lửa sẽ gây thêm 30% của điểm tinh thần. Điểm tinh thần này đến từ cái góc nào không biết nữa. Mình có hai con lửa hả gì? Này nằm bằng bằng cái khí. Phía trước đã tắt con khác, còn phía sau không chịu hồi con xương, lấy nào ta? Chắc lấy cái đầm lửa đi. Mình có hai con đầm lửa, rồi mình mua thêm con nữa. Trừ một mà con này cho nằm viện mà. Level 3 phải nằm rồi. Con này mới nâng level 2 chắc cũng phải nằm luôn. Thợ rèn hay sự kiện. Mua đi. Thôi chọn cái event đi, tuần sau mình mua. Công ngọc level 125 tiền, con này là gì? Sao mình không được chọn cái này? Thôi, một level thôi, để tuần sau mình còn 5 mấy khác. Điểm mua mấy khác. Hai con này có rồi. Đầm lửa. Đầm khí quay cái nữa không ra nữa thôi, nghỉ mua luôn. Đầm lửa nè. Đầm lửa, đầm nhật lý. Mua tạm con này đi, lắp vô đội hình. Đâu rồi? Đây. Con này cho vào phòng 2. Vàng hậu cần mình có 3 con lửa. Lửa, 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 4 con. Con này đánh vào mod, dắt vô qua phòng 1. Có gì dãy đường khiêu chết. Bây giờ này là gì? Một sưu tập đồ chơi không dành cho con người á. Đam sẽ gây hiệu ứng bốc cháy. Còn cái này là giáp tăng 40. Tăng 1 vụ. Tự nhiên mình lấy lửa rồi. Tại vì nãy mình dùng lửa mà. Nhưng mà nó tắt cái hiệu ứng cái này không ta? Đó, trước mắt cứ lấy đi. Dù sao thiêu đốt cũng không tốt. Còn lấy này mình trâu hơn. Lấy hai cái luôn được không? Tư gần luôn sợ vậy. Veteran băng ở phía đầu, băng diện rộng, lửa ở cuối. Nãy để chó đây ngon rồi. Anh ra gánh tem đi. Mod người này rất là thấp nha, để hai con này vô hùng bị chơi. Lửa ở phía cuối nha, con này kháng lửa quá không được. Đây, ok. Đặt cái này vừa hù vừa tăng đam luôn. Băng đầu lửa cuối. Sức thương vật lý trừ 20, sức thương vật lý rất là thấp. Này gì đây, ban đầu lửa cuối không chó để giữa mày cuối để gì, xài được hai phiêu, xài phiêu hai lần nhé. Này đây
Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Chưa dưới trên còn nửa cây không ạ? Công kích tinh thần thôi. Thằng này là bỏ các cả hiệu ứng cộng dồn với tất cả hero khi bắt đầu run chỉ một lần. Bá đạo quá vậy. Thằng này thì mod rất là trâu luôn à. Đánh mod có thể là sai lầm rồi đó. Chắc đánh đam quá. Giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Đánh được hai lần cũng đỡ. Gán tuần nữa không? Được được tuần đó. Cái nữa. Sắp chạy rồi. Bây giờ chạy. Thù nó. Thù tiếp. Thù tiếp quán nữa, chạy đi. Cái này đam phát nửa cây luôn nè. Thôi chắc thù nó thôi. Thù tiếp. Tới tình này thù cái nữa là cái tuần sau nó chạy rồi. Đây, bye. Cái này đam bằng chuyển hệ đam lý. Cái này là chuyển. Cái này đi, cái đại viên thuốc đi, không biết nó là gì. Hai này ra sao được rồi. Anh nào sinh lý yếu vô nằm viện đi. Có 200 tiền ít quá. Không không cần mua đâu. Máy móc không nâng nữa. Nâng con này phát 150 là cũng rẻ. Chuyển. Chuyển cái màu đỏ. 75 tiền. Chuyển màu đỏ sang màu xanh. Màu đỏ nhiều quá. Cứu nữa đi. Lỗ hơi lỗ một tí nhưng không sao. Lấy thêm tiền cái nữa. Gì đây dữ vậy? Trần tự nhiên cho tiền. Cho tiền bây giờ thì xài vô cái gì được đâu. Giờ có bán thú đi gì cũng không có được cái gì nữa. Giờ dùng tiền. Rồi đấu trăm luôn rồi. Đấu trăm thì anh này không có cần nữa. Ra ngoài luôn đi. Nhìn chị ấy ngầu lòi luôn. Ghi này đã 52% đam độc. Bỏ tất cả ba tắc hiệu ứng khi bắt đầu tuôn. Đam giảm 20% lên tới 75%. Em này em lót hả? Lót nữa. Chủ gì chiêu ánh sáng. Khí đầu. Vật lý với mà độc. Không ổn rồi. Không có đánh lần sau, chỉ đánh lần trước thôi.
Vì đặt hai con kháng khí ra trước. Này không biết không chảy máu luôn. Né một lượt ở đầu tiên nữa chứ. Bỏ qua đòn tấn công đầu tiên nữa. Thôi rồi. Kháng độc rất là cao luôn. Người dọa ma nó thôi. Này bút đam đồng đội. Cái này nâng level 3 xong đúng phế luôn. Sai lầm quá. Có mỗi này kháng khí cao rồi đặt đầu đây. Ưu tiên hai con kháng độc. Con này có đâm lửa, con này cũng có đâm lửa. Lửa đi, trong tình huống thì con này có thể công kích tinh thần. Bọn này kháng băng rất là cao nè. Con này đâm băng, con này đâm vật lý, giáp nó cũng sờ sờ thôi. Làm gì thôi chứ biết sao vậy. Đợt này không biết anh Master của chúng ta có sống qua nổi không. Chưa gì chảy hai máu. Đào qua bạn rồi. Làm chậm đi. Bạn này nó bỏ một phương rồi. Đánh tinh thần cũng khó nữa. Bọn này tinh thần nó khá là cao. Đánh vật lý thôi. Chém hai lần được 6 cái cũng ngon lắm. Trời ơi, mới chém xong nó lên giáp như đây nè. Xuyên đôi đi. Con này băng yếu à, kháng băng yếu à. Đường tôn nó không? Cái nữa. Rồi chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Thằng đầu chết không ta. Hay quá. Khen lửa hầm lầm chầm chắc lấy gò dao quất nó luôn. Một đòn né tránh đầu tiên. Vì mình chọi lửa ra đằng sau. Sau kháng lửa 10%. Đây, siêu này đi. Để phá cái lớp né của này trước. Một phép chết luôn này. Xong, cái siêu này này xong luôn. Kỹ thuật anh Master không cần động thủ luôn. Trời ơi, cái này không đơn giản đâu. 38 từ 24.000 điểm, không biết điểm tính sao nữa. 4 luôn, 4 tới level 3. Tiếp luôn nữa hả? 9.5 rồi. Luyện cho mấy con thú thì giảm giá được 10%. Đây này đi. Này ít rồi đó hả? Nó thưởng mình con gì nữa? Thôi đam độc không ạ. À? Ê khoan. Con xanh con trắng hả? À? Xanh đỏ hả? À? Xanh đỏ đỏ. Này là gì? Cuối tầm là cái gì? Hai này chỉnh đồ khó. Thôi để trên giữa hết đi cân bằng. Thử vài cái nữa nghỉ ha. Tầm 10 giờ nghỉ. Chạy luôn. Cái tư gành đầu tiên nhé. Không dùm chọn gì luôn. Vô luôn rồi.
đam vật lý phá giáp đầu tiên, đam khí đầu tiên, đam khí cuối cùng. Gì đế này ở đầu rồi, đam khí cuối, ngày cuối. Yếu di độc, cả ba con đều yếu di độc luôn. Còn trên giữa khăn bằng cao, chỉ nên đặt cái này trước. Cái này nó ăn 5% máu mỗi tool. Cái này yếu với lửa, lửa buồn hơi độc. Vật lý đầu, khí đầu, khí cuối. Lý đầu, khí đầu, khí cuối. Thằng này độc, thằng này cũng độc luôn. Bọn này kháng độc rất là thấp. Ok, kháng độc thấp hả? Vậy chắc chơi độc. Cặp nó, trời ơi, chạy được đúng một kill không biết nữa. À, nó tăng cái tắt lên 2 lần. Con này phết, phải đặt mấy con phết cao hơn nó lấy hiệu ứng trước, hoặc là đặt nó vòng sau. Cái nội tại của nó là đạt thêm 2 tắc nè, trừng phạt nè, gây 5% cái mỗi cái trừng phạt nữa. Con này chắc đọc ở phòng 2. Mà nãy nó có cho mình chọn đâu, có lớp siêu rồi mà còn gì nữa đó. Rồi đọc tiếp luôn, phải đọc rồi bay màu. Anh này chắc bờ gan trong liên minh. Kịp tôi nữa không? Rồi xong tuần sau chắc anh này cũng đi rồi. Đường 3-1 đóng băng. Thằng này yếu với lửa nè, nhưng mà muốn nâng đam cho đồng đội mà sao, tại vì đánh cái lửa này mình nó thì cũng phí. Nâng đam đồng đội đi, giáp yếu, giáp yếu mình có thể đánh vô giáp được. Có thể tách cái chỉ số này dồn ra phía sau đó, là phía sau lên 4 luôn. Tắt thêm độc luôn. Bây giờ như chút cu bút này chảy máu hả? Chảy máu nó cắt ra sao không đó, thử coi. Hai chảy máu này dồn ra sao, dồn luôn nè. Tắt độc lên 3 lần. Tắt độc đi. Vẫn sống, vẫn sống. Rồi, anh nọt đi bụi rồi. Tiếp tục. Mày 10 độc rồi, tuần sau 50. Chắc đi luôn đó. Rồi, tuần sau ai ăn đi luôn. Ok, anh nọt hy sinh. Mười tám đam băng diện rộng mà team mình có thằng nào băng đâu, tục mod diện rộng luôn. Lửa nè, đây mình vừa mod vừa lửa đường nè. Mua thêm quân á, mua thêm quân đi. Chức quyết cũng có 1 à, không không, nó 25 đồng à, bèo nhèo gì. Đàm khí phía trước, cái này không cần, bán 1.4 mắc gì, nhưng mà máu ít quá,
Bết cao. Đâm khí nhưng mà sức huyết. Sức huyết 3 mình cho nó đi với cái con này nãy. Cái con mà động công hai hướng ra sau nó có vẻ ngon á. Mua. Tiếp cứu nữa. Cái này có rồi thôi đi thôi. Tốn 20 đồng rồi. Tôi sai rồi. Cái này hiệu ứng boost trong vòng 15 tuần đầu game thì chắc không cần đâu. Hồi nãy mình có cái boost đòn lửa thì chết nó bấm ơi. Thôi không cần bia đâu. Nó muốn chọn cái này lỡ bấm vô nó đi luôn. Cộng 10 tất cả chỉ số kháng. Chiến tế em này hả? Ác cái gì? Thôi. Rồi nó thật với em xích của bút của tôi luôn rồi. Để tất cả để tăng 10 chỉ số kháng nữa. Đồ độc ác. Cho đi rồi để gặp với tôi gần chơi luôn. Cộng 2 bia tăng 40 phép tất cả sắp tới nhận được cái cháp. Cháp mình có những cháp gì vậy? Thôi cháp chứ không cần đâu. Lấy cơ hội 20% quái đi. Tôi anh này nằm viện 3 ngày. Đổi là được anh này. Bây giờ chỉ máu tăng 2 sợi tắc. Làm chậm khí. Không có giảm khí nữa. Đưa hai này ra một phòng hai. Đọc 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 chảy máu trong phòng một rồi. Ok để từ gần trước đánh với đánh bọn cấp cao. Mấy chỉ số này nó khá yếu, mình chính giữa khá mạnh nè, tăng 20 phép, độc đầu, lửa đầu luôn, chỉ đưa con kháng lửa cao ra đầu, con này 15% nhân máu, đây, đây, con này đúng là phế luôn. Máu đã ít rồi, cái bộ kỹ năng cũng không có gì đặc biệt, có 35 đam. Này kháng độc rất là mạnh, kháng băng thì xem nhau, hai con kháng lửa rất là mạnh luôn. Cái chừng băng đi, băng mất 500 máu tối đa. Hai con lửa đầu thì đưa con lửa trâu nhất ra trước tăng. Đây con này tăng được nè. Nó gây đâm độc với đâm lửa. Con này có hai chỉ số kháng luôn. Tới con này cứu đi. Ok. Mới 4 tầng mà anh boss chắc phải ra tay quá. Rồi chưa gì cho anh tuần sau đi luôn rồi đó. Chơi gì ai chơi. Đánh được cái à. Được chỉ 3 máu đi. Rồi rồi. Rồi rồi. Anh này chưa kịp múa luôn. Rồi rồi. Sai lầm quá. Bút tìm sao thôi. Đầu chưa gì cho anh sắp xanh khó rồi.
làm chậm hai lượt rồi đi bay màu luôn. Ao ra đi hai đốt nữa. Này ngon hơn, này đâm khí vào trước nhưng mà nó lan ra hai thằng ngoài sau luôn. Đây rồi bay màu thì chưa cuối cùng rồi ra đi. 8 đâm vật lý giáp châu quá, còn này vật lý yếu đánh được rồi. Hy sinh đừng tôi nó không được được. Nói từng 4 anh boss hơi cực khổ rồi. Cho nó chảy máu rồi. Tự chết luôn. Thằng này chết được 2 tôn. Bụp bụp. Chảy máu chết luôn không? Gán một cái nữa chứ. Trăm cơ hội khi băng khi mà đánh mod đánh tinh thần thì có thể gây băng bị lửa đốt thì mất 30% phép này được à. Còn mình có nhiều con có hiệu ứng bull nói gì thôi chứ có nhớ không, không có thì hồi mình mua bác sĩ là chữa bệnh đó. Nó thích cái còn luyện đi luyện binh đi con này nãy mạnh à. Đây nó có skill mới luôn nè, đốt tất cả cái hiệu ứng lửa vào mục tiêu đầu tiên nữa. Được lỡ bui đường lửa nâng hai con lửa luôn. Con này còn đánh sẽ gây 3 độc tức là nó cạo phát được 6 độc á. 6 độc phải đi với cái tem độc, tem độc mình có 3 con độc rồi nâng luôn sạch tiền. Chợ đen, chợ đen mình bán con gì bỏ đây. Ba chục đam nhưng mà nhận được hai lớp khiên. Con này thì máu khá là cao, tăng được. Không, không bán con nào đâu. Thì ven đi. 300 tiền. Nhưng mà mất một bia mấy anh tướng của mình đó. Cho đi làm nhiệm vụ không? Trong phi hành ra thì không được. Con xương này cái này ngon nè, quá ngon luôn. 25% cơ hội mà con này mới nâng cho nó đi 18 thừng bé nhà. Con này con tăng đầu tiên, nó không tăng cũng không ai tăng nữa. Mấy con này 60 máu mà đưa này qua phòng 1 được. Đi sinh lên đi, đi 8 thừng đi, hy vọng đem về vinh quang cho Tổ quốc. Mua thêm quân không? Có tiền chắc mua quân. Mua quân. Em này đâm khí, em này đâm lửa hả? Hai quân. Phải dưới 50% máu mới được. Giảm đam nó.
Không cần. Lỗ rồi. Thôi đi thôi. Đấu chậm luôn. Người đưa qua phòng 1. Cố lên. Nãy này bộ khó. Trong cái phòng trăm phi hành này nghỉ ha. Dạ xua nữa rồi. Ngán anh này vãi lò luôn á. Thấy đéo nào máu 500, máu 300. Phá giáp, sát thương nhật lý, băng, khí. Đủ đi anh luôn, ba loại. Hai kháng băng, cuối kháng lửa nữa. Gia xua này khủng khiếp luôn. Chơi độc. Vật lý băng khí. Nó đánh từ trước vô vật lý tới băng tới khí. Ai thì chỉ đánh được con đầu tiên thôi, hai con sau yếu với khí nhưng mà không đánh được. Chắc đánh mod gắn này vô đây chắc đánh mod được. Con này mới nâng không cơ hội ra trận luôn. Nó cào một phát thì được 6 sức huyết nhưng mà giáp cao quá, kháng độc cũng cao nữa. 6 sức huyết con này thì phía hai độc. Rồi đánh tâm lý nữa đi. Sẽ băng lửa này nó chỉ phun con cuối rồi, con cuối kháng lửa 35 nhầm không được. Vật lý lý bằng khí bằng 39. Không ổn, không ổn luôn. Nói gì đây, đợt này với anh master thốn. Trời ơi nó bút. Bốn độc, bốn độc. Cặp này cho nó sức huyết cái. Anh này gán phun được cái nữa là ngon. Rồi khó rồi. Chắc không được rồi. Rồi khè cái này nữa là hết luôn. Anh gia xua quá mạnh này. Bút cho tèm sao thôi. Có khi thua lại đây luôn không chừng. Đây lan ra sao ốc. Tám hai đam và tích tất cả các bị phỏng. Dịu phải cho nó phỏng chứ. Đây có thể gây buồn mà. Này đi học nè bây giờ chết luôn á, chết luôn rồi. Này đi sắp chết luôn, từ sau này tự chết rồi. Này nổ lửa ra thằng này chết luôn. Xin sao này tự chết. Giết con, giết hàng đầu đi.
chết luôn. Mất máu nhiều hơn. Cholo với Yasuo hả? Chắc đánh được 3 cái. Cái nữa. Bốn chục khí và 40 tinh thần gây hai cái điểm này đó, sẽ tăng thêm cái đam cái chấp 50%. Hồi máu 30% đam gây ra, tức là mình đánh 3 lần mỗi thần 32 đam hồi được 30 máu à. Cũng hợp cho lắm. Anh hùng bị giết bởi cái con này để triệu hồi ra một cái con ma, cái bóng ma chỉ số tạm ổn. Rồi, cái này không ngon bằng con này, chọn này đi. Rồi đi nhập diện hết rồi. Hai anh này lạng quạng một phát nữa là đi luôn á. Không được. Được gì. Thôi xong rồi. Đi chợ đi chợ. Trên phát rồi. 400 tiền. Anh này nâng level 3 nó không thơm đấy. Nâng anh này đi. Chọn này gánh tèm. Nâng luôn. Rõ rồi. Có tiền không xài để như game nãy. Cho ba con đi vô thám ra tôi gần. Không có chợ bán rồi. Đi cái này đi. Chợ bán mà vô con này đi nó thôi rồi. Ê, cộng 2 bia nè. Cũng được. Bác sĩ này có thể hồi bia cho mình nè. Bác sĩ đây lấy bia rồi đấy, 20 xanh 150 tiền lấy hai bia đi. Không lấy bia là thun sau là sợ bay màu hết. Game này cũng tính toán phết chứ đùa đâu. Độc kháng độc ba con đều cao, con cuối kháng lửa cao. Băng thì tạm ổn, lấy băng thôi. Đâm độc phía sau, đâm độc diện rộng, đâm lửa đầu. Đâm lửa đầu rồi, hai con này không đặt trước rồi chỉ đặt một con hai này thôi. Vật lý vừa 35% chứ nặng này đâu. Con này đặt cuối. Hai đam cũng yếu luôn con này đây. Con này cuối rồi ok. Con này thôi. Cái này thì nó phun lửa cho vị trí cuối cùng. Nhưng mà con này kháng lửa 65% nữa. Nó bỏ qua đòn đánh đầu tiên nữa nè. Nên đặt cái này là vô dụng luôn.
nên đẳng cấp. Lửa đầu độc cuối, căn lửa đầu tiên. Con này không, con này độc độc cuối nên đặt con này 25% độc, nó kháng độc cao nhất năm cuối. Mấy con này kháng độc rất là thấp. Lửa đầu con này 25 lửa máu là rất trâu. Ok, đợt này chắc anh boss không cần ra tay, còn tự đinh luôn. Bỏ ra lượt né nữa. Cầu thôi. Đây hai tắc này nó vừa dính độc vừa sức huyết. Rồi hai con này phòng thủ hết luôn. Hy vọng anh này kịp đánh đòn nữa. Này thôi. Thôi xong rồi. Thôi xong luôn rồi. Tính cho nhiều vô cuối cùng thất bại không phải. Lâm đâm băng làm chậm ba, nhận đòn từ cháp, hết cháp rồi. Làm chậm không đó, làm chậm đi để lớp sau được đánh, tăng đam cho thêm sau luôn. Tương đầu mình đâu mất máu đâu, cần hồi máu, đánh con sau thôi. Đó, bắt đầu mình hút máu được đó. Lửa tăng thêm 2 tắc. Này nó bị làm chậm, có tăng thêm làm chậm không? Có, ngon. Giữ được hiệu ứng làm chậm thì tốt. Tương sau này chết chưa ta? 72 chưa chết. Chọi cái này đi, tương sau mình giết nó thì thử coi cái nội tại của hồn con này luôn. Đây, đâu có gọi hồn cái gì đâu. Nè, Hego bị giết nè, sẽ trở lại một cái bóng. Lừa hay là đang phui ba con nó không hẳn. Làm chậm được lần đầu cái sách này nói gì. Con này áp dụng hiệu ứng thiêu đốt. Thiêu đốt xong thì con này sẽ nổ đam được thiêu đốt luôn. Căn bằng vừa 75 bể giáp. Không có lần nào bị phỏng hết, chắc cái này thôi. Rồi, anh bờ ra anh đi luôn rồi. Chết, quản sợ này nữa chắc đi luôn. Cho nó sợ hay là cho nó chết thôi. Này đi, cái này dính được thằng đồng. Chưa chết. Rồi bye bye. Một máu sống bảo vệ chủ nhân. 20% độc giờ yếu gì đâu. Này đánh vô điểm mod. Nếu mục tiêu bị quán sợ nữa. 7 này còn nhiều, 7 độc này mình có nhiều độc. Cái con này phải nằm viện rồi. Con này ra viện không? Con nào ra được? Con này sát sống đường tôi nữa chứ cũng đi luôn. Không có chở hả?
nâng chắc cũng không cần nâng nữa, rồi nâng máy đi. Q5 nâng luôn, chơi hệ độc nữa đây. Cái đỏ mình khá nhiều, cái bia cho ba con đi khám cái này, 100% tiền lượng quái nè, 30% là tiêu phát, 75% quái vật bị cái hướng mình yếu hết, còn hơi nằm viện 2 tuần. Phan cho ra coi được cái map cái được không? Không, cái này không đủ tiền, cái này thôi. Quái vật không nằm viện rồi, đúng thế giờ nãy thôi. Hút máu em đi, về tới gan luôn, coi lại đội hình cái. Chơi tiếp vô, tìm mình nãy nâng tìm độc lên khá khá đó, xong nâng độc lên khá khá, nó kháng độc 75 25 25, game đúng tròn luôn. Ghi 3 điểm yếu nguyên tố khi tấn công, ba con này đâm diện rộng hết luôn mà ba loại đam luôn, hơi bị khó nha, vật lý nè, độc nè, băng nè. Tuy con này trâu, con này kháng cả ba cái luôn, trùng đưa mấy con kháng ba hệ vô. Con này phế rồi, nâng lên không xài được, chảy máu giáp hơi yếu, chảy máu được. Không đọc mình chỉ xài 2 ngày thôi, quá to. Ba con kháng độc nâng 2 cái 7 độc thiệt nữa, đúng lừa game lừa. Sáng bằng con cuối cũng cao nữa, master của mình bộ khiêu gì quên mất tiêu luôn rồi. Lỡ rồi xài cứu hành đi, công năng lên. Vật lý chảy 3 máu thì là sóng nhiệt 30 lửa, giảm kháng lửa, cái tem đầu mình đéo có lửa luôn. Đánh mod, đánh mod cũng khó nữa, tem đầu của mình cũng không có con nào có mod, 2 con có mod nữa yếu nữa. Chảy máu đi, mới chơi cái gì vậy, dính 4 độc nữa, trời ơi. Trời ơi, lên đường cái chết à? Lan lan máu rồi sao? Lên đường cái chết, chảy máu tiếp. Rồi. Con này dứt điểm mình chưa chết, chết rồi, đang đam cho đàn rồi sao thôi, phun nó
hai con né tránh luôn. Phá cái né tránh của nó trước. Tiêu thụ tất cả lửa, thôi đốt AOE đi. Con cuối kháng lửa yếu lắm. Tích lửa dài luôn nữa là tự chết rồi. Đây, bà cháy. Con này ném cái con sao chết nè. Bay đi. Đó, gọi được ma nè. Giờ mới xài được nội tại rồi, phải có lót chống. Sợ ma chưa? Ây da. Đây, đừng tuôn nữa. Rồi, đi luôn rồi. Solo 1-1 á. Nó anh cầm đàn này, anh căng quá vậy. Đơn giản. Khi dùng đam băng thì tăng 20% chỉ số kháng. Chùm gửi đam bị phỏng, bình lá bui để đường lửa. Bui đường lửa. Cái này hình như mình có rồi phải không? À, có rồi đợt trước. Hai anh này chắc đường tôn nữa. Chấm than gì có thấy cái gì đâu. Anh này nằm viện đi. Anh này cũng nằm viện luôn đi. Anh này hai dạch nằm luôn đi. Chuyển một anh đội 1 và đội 2. Độc, độc. Khí làm chậm. Đưa qua vòng 2. Cho điền chiến này. Anh nào đang yếu yếu đi luôn. 5 tầng. Mất một kia 14 tầng. Ông anh này nâng level 3 cho đi ra chắc chết luôn. Anh này đi có tiền với máu. Cho đi đi. Huấn luyện hả? Cái này gửi một con đi nữa. Đội hình mình quá ít rồi. Gửi luôn. Cho con này đi thì tăng 2 cấp. Anh em gửi lên level 3 cũng được. Rồi không có chợ để bán luôn rồi. Đây có bia, có bia. Đem ra, đem ra. Rồi không cho đem rồi. Đó. Có bia uống bia vô đỡ rồi. Đọc cho xem vòng 1. Mod chảy máu 1 đi. Nữa vòng 2. Tạm ổn. Mình đi xin cốc bia nữa. Cảm ơn. Veteran. Được một cái 7 hoặc là boost cho Master. 7 mình có 7 gì rồi? Không, mình nâng 2 7 độc rồi, nãy chơi ngu rồi, không cần 7 nữa đâu. Chơi dậy rồi phải khôn lên chứ, chơi dậy rồi mà không khôn lên cũng chết. Kháng độc được. Con này sẽ thương vật lý thấp, giáp thấp, độc ra phía sau, lửa phía sau, khí phía sau, còn phía sau chết trước hả? Con này để cuối hả? Khó rồi nha. Chỉ được đánh một cái thôi. Nhưng mà chắc đánh một cái chắc để con này lựa những con sâu phép cao mà đánh. Ok.
Đây nãy mình đang đọc nữa. Cho nó yếu gì đọc. Cái này dính đây đọc nữa. Đó, tách ba cái đọc luôn. Nó đánh phía sau thì đặt con trâu nhất phía sau. Đọc lửa khí. Con này đặt cuối đường nè. Con này đặt đầu. Tại vì con phía sau chết, con này đặt đầu thì nó có cái nội tại này. Nó có nội tại này nó gọi hồn được. Rồi ok. Này giống Acel cái gì. Tấn công gây ba độc, gây ba chảy máu. Mà cái khiêu này không có. Cầu thứ con sao chảy máu không? Chảy máu nè. Cầu này chảy máu luôn. Rồi tuần sau chắc em này đi bụi luôn anh. Rồi nó đánh dạng khô cần mình tranh cỏ này. Rồi nó đụng rồi hồi 90 máu nữa chứ. Chơi gì ai chơi bạn. Chính giữa không bị độc luôn. Không thấy cái miễn nhiễm với độc. Thôi bút tam thôi. Độc tiếp. Tăng 40% kháng độc. Tính cho giữ vô cuối cùng tan quan nha. Gắn phun cái hả chết. Rồi phun lửa đi hả chết. Yếu gì độc chứ. Đốt. Ráng gọi ma ơi, chọn cái chết gọi ma. Rồi, thằng này tự chết. Người tự chết luôn. Rồi tự chết luôn. Đơn giản. Máu 120 không bằng tăng bút cho đồng đội. Mấy bút cho đồng đội đi. Nãy 3 lên 4 cái này mình đã xài. Thường tật đầy mình nữa chứ. Afe với Enos này sắp đi bụi rồi. Nằm diễn. Đội hình cũng lỗ chỗ chứ. Thiếu một đốt nữa. Ông mới đánh xong gửi gọn đi. Đào tạo rồi. Con này cộng 2 level, con này là con quái gì vậy? Rồi, yếu lắm. Đéo. Gì lên. Lấy luôn, ngon. Chung cái đường lửa mình đang vui luôn, chết bà rồi. Nâng độc lên cho anh kia gánh. Thôi xong rồi. Đi không đủ 6 con. Đủ bù lắp quá. Để con này ở ngoài sau á, có gì một hồi con này nó cộng dồn 2,7 lọc lên con này gánh được. Tính là vậy thôi, với vô game nó còn kháng độc không chứ ngồi khóc. Ồ, hai con này yếu với độc. Con này kháng độc cao, yếu với lửa.
Con này kháng lửa cao, lửa đầu, khí đầu. Con này không biết miễn nhiễm với các kỹ năng của ông chùm luôn à. Tất cả chỉ số kháng tầm 15 khủng khiếp. Không đánh mod vô con này được, không đánh điểm tinh thần nó được. Giảm 50% đánh gì nữa. Bây giờ khí với lửa đầu. Mình chơi cái 7 độc đầu. Cái 7 này để thứ hai. Khí với lửa đầu. Để này thăng được. Cái độc thứ hai. Đây, ok. Lần này chắc anh chùm phải ra tay quá. Chưa dễ dành nữa cây con ta. Con này giáp yếu, đánh nó chảy máu luôn được. Con này đánh được cái không? Không được cứu nào luôn. Giảm phép nó đi, có gì đánh đường tôn nữa. Vừa nói xong nằm luôn. Gán cái nó chết. Thằng đàm. Đội hình gánh thêm đây. Đội hình đầu tiên là giật tế thần. Lan ra, lan được hai chảy máu vô vòng này. Sắp chết luôn nữa. Đam này được, đam này ba thằng ngon. Cái gì cắn hồi máu. Cháy. Rồi anh này sẽ lan cái kill đó ra. Máu này 66 à, cái kill này đi. Lan được hai lửa. Không, đợi này chết thì mới chơi cái kill gọi hồn được. Hồi máu nữa. Nửa này hy sinh đi chơi khiêu gọi hồn. Nếu tiếc anh ấy chưa hy sinh. Này chơi cái chiêu phun lửa cũng hồi máu nè. Đơn giản nhẹ nhàng. Thằng trước cây đam thì 30% ra biết sao không xương đây ngon. Thiêu đốt khi một con nằm xuống mấy anh kia thiêu đốt. Rồi giờ chúng ta có sự thay đổi về thương binh. Này lửa. Con này gánh thêm vòng 2, gánh thêm vòng 2. Con này chắc đưa ra vòng 1 cho nó gánh. Cân bằng đi. Con này để vòng 2 thôi, con này chứ không xài tới đâu. Chơi diện những lão này. Ba con này chứ hồi bán rồi. Con này nâng lên sai lầm quá. Không có tiền đi chợ đi. Ngày con ma nãy chịu hồi nè. Tăng 4
Con này đút vô với bút thôi, bút đừng lần chắc đi luôn á. Mày không xài. Ngẫu vậy. Được, con này hợp với tem nè. Đâu rồi? Không ai là ba anh này. Qua vòng 2 đi. Ngay lên vòng 1. Vòng 1 đúng kiểu hiến tế luôn. Khi cái con quái dạng khi mấy cái con dạng demon, dạng quỷ này chết thì sẽ gây thiêu đốt. Con này của mình dạng ngọt, ở hang này dạng quỷ nè. Một con này cũng dạng quỷ nè. Nhưng mà con ngọt hay lớn level 3 bỏ ra không được. Đáng lẽ dán ba con quỷ đầu vô để nó bị thiêu đốt luôn. Xong rồi qua cái phương 2 là ba con lửa này nó gánh. Đây con này cũng quỷ nè, cho qua vòng 1 đi. Con này để vòng 2 gánh tem khá là ngon. Nhưng mà vòng 2 chơi thì lửa rồi. Rồi tạm thời đội hình gì đi, ba con này đúng phế à, ngồi dục luôn. Này là gì? Cho một kiếm phiêu lưu hả? Cho mấy người lính lại bảo vệ cái điểm này dưới này có rồi, cho đi này đi. Đây. 15 tầng. Mình từng 31 cho đánh boss thôi chứ cần cái này. Chỉ số máu này của mình cũng dư nhiều quá. Đây con phế vật này cho nó đi lấy hai bia. Con này cho đi được không? Con này nhét vô cũng đủ đội hình chứ không có tác dụng gì nhiều. Lấy tiền với máu xanh cũng được. Con này không cho đi được rồi. Tuần sau đấu cham rồi nè. Hy vọng được con nào bị thương. Ba mươi lăm phần trăm có một con bị thương nhưng mà giờ bắt được con quái này phi phát lấy tiền rồi, con bò này bị thương rồi, bây giờ mới lắp một con quỷ vô phòng 1. Con này thôi, lắp con quỷ vô phòng 1 để kích cái hiệu ứng của cái hạt tiêu phát này. Lại nâng level 2. Con này xong tool này chắc cũng bay màu luôn rồi. Trận này căng à. Chơi đi. Trời. Khó, game khó nó mới vui, yêu cầu tính toán thử thách. Trời ơi, 500 máu. Mỗi bắt đầu thì hồi 20% cái chỉ số tinh thần. 3 bộ nút. Bằng phía sau. Khí phía trước, bằng phía sau, vật lý 3 chỗ. Điểm né không đánh tinh thần được, cũng không có đánh tinh thần luôn, còn đánh tinh thần vô là chết chứ được. Nó coi là khí phía trước bằng phía sau này, cho này tăng đầu này giữa bằng phía sau khí phía trước. Ok.
yếu di động, chắc con độc gì không? Nhưng mà đội hình phía sau làm gì có con độc đâu, đáng lẽ 7 người trước thì đúng ngon lắm. Hai con này là độc không nè. Thôi mình xài độc này đi. Khí trước băng sau. Chết rồi, yếu như khí yếu như băng luôn. Anh hùng của mình có khiêu là độc không ta? Rồi để 5 điểm kháng, 6 điểm kháng độc này vô. Lỡ rồi. Kháng đòn. Chưa gì nữa cây rồi. Phá khoảng đòn này trước đi. Rồi quên nó đánh cái này vô là nó tăng bút. Không được, không được, hồi máu rồi đó. Hai thiêu đốt. Thằng này chỉ có chiêu chặt thôi. Hồi máu. Chặt. Hồi máu tiếp. Giờ ba con đánh con này không biết hồi máu kịp không. Rồi, tuần sau bay màu rồi. Không kịp giết con này để gọi ra mà cái bóng ma cái này. Ừ, thôi, qua tới đây nhiều quá thành công rồi. Trong phi hành này cũng nhẹ nhàng. Phá cái lớp phòng thủ nữa đó. Chết luôn nè. Xài 2 điểm thiêu đốt. 88 đàm. Chết luôn đi. Quá mạnh. Điểm kháng lửa nó yếu, chặt nó luôn. Rồi xong, kết thúc. Mười bốn đam áp lực, áp dụng hai cái điểm lửa có thể triệu hồi một con quái xương. 38 độc. Con này thì đi với con đầu học, còn con này đi với tem lửa rồi sao học. Nhưng mà tem lửa mình thấy đủ rồi, mình chắc lấy con này. Rồi anh này đi cấp cứu luôn này. Rồi tôi nó cho mình một cái lời mời giới thiệu, được ba con này chấn thành đó. Mười dăm không ổn. Con này thì nó nằm trước thì chơi thêm độc ngon, con này chơi thêm lửa ngon, áp dụng được 3 lửa nè. Đây này gì thôi đó, có tiền rồi, có tiền. Con này mình mới mua nè, 400 cắt cổ nha. Con này được nhưng mà mắc quá vậy chứ. Nâng con này nữa hay đồng đều hơn, nhưng nâng con này vẫn gánh tem đây. Nâng được con này nữa nè, chơi luôn, phá sản rồi.
Rồi hai này chấm than, chọn này thôi, suy nghĩ nữa. Không đúng, dâm tiền. 5 tầng. Hai con level 3 4 đi 5 tầng. Cho đi luôn. Rồi vậy. Rồi rồi. Tới chừng anh về là chắc nhà tan cửa nát. Không, không được. Không ổn rồi. Thì đéo nào cái tem đi bụi với làm gì. Mất 50% phép. Nhưng máu tăng 50. Tức là nó đánh sau người ta nhưng mà nó trâu hơn. Được. Tại vì mình có con hút máu. Những gì bên này. Khi con chết thì nhận được 45 đam. Khi đánh vào điểm tâm lý thì có thể gây điểm băng. Một lần trong trận chiến Hunter trở về, mình đang bua cái đường lửa, không có cái nào bỏ ra được với anh. Không bỏ được. Trận này mới đáng lo nè. Ủa, nãy mình đổi con kia đi luôn. Vì cái đội hình này không ổn rồi. Cái đội hình hiến tế này vừa mới một pha đi vào lòng đất, chắc ăn với VT gần này chứ không có chơi mấy cái kia được. Thảm họa, nãy chọn cái artifact phát kia sai lầm quá, đổi mất cái một cái con quái của mình mà không để ý. Tự nhiên hiến tế con quái lấy cái artifact phát lại không xài. Đội hình 2, đội hình độc với đánh tem. Nhưng mà cái 7 nó lại nằm sau nữa. Ba này chơi ác với nhau dữ rồi đó nha. Đội hình 1 còn có hai con à. Kháng băng quá cao luôn. Con cuối rồi không có kháng lửa. Kháng độc cũng tương đối. Con này lửa hả? Lửa với độc. Lỡ để đọc đây đi. Hy vọng đến con này vẫn còn. Băng đầu, băng đuôi, khí đuôi. Đầu nó không chết anh. Sợ không đánh được cú nào luôn. Cổ thụ này cao chứ. Trận này khổ anh boss chúng ta rồi. Một pha xử trí quá ngu ngốc. Cho chảy máu hay là cho sóng nhiệt? Sóng nhiệt đi, tại mình để lửa đây à. Một hit chết luôn, không đánh được cú nào luôn. Có một kill khó chọn.
Giáp con này yếu, cho nó chảy máu được. Ba con này yếu với lửa luôn, vậy cho nó cháy lửa. Đây. Con cuối yếu với độc, phun độc vô con cuối cái đã. Đó, cho nó dừng độc mạnh đấy. Gán run nó. Nói không? Độc. Tuần sau con này chết rồi. Wood down. Gánh thêm. Đánh vô nó chảy máu 3 tuần. Con này giáp cao. Máu 23. Con này yếu với độc cào nó đi. Với 3 điểm độc. Xài nhiều hồi máu luôn, đam nó cao thôi. Con này trâu à, level 1 mà nó trâu quái à. 52 độc. Hai con độc còn đi với nhau đúng hợp luôn. Chảy máu, thầy con này có thể tự chết. Gọi cái hồn ra chơi luôn nè. Đó, đó. Mày á, mày á. Mày về tới gần á. Con này băng quen rồi không chơi. Con này hay quỷ lửa, lấy luôn. Đâm lửa. Thôi. Không cần mấy kia. Không có tiền. Không tiền đi ven kiếm tiền. Mình thiếu cái này. Nhận 120 đam đổi cho nó không được. Mấy anh nằm diễn ra chưa vậy? Đó trở về đó. Bây giờ mình đưa cái tem độc lên đầu, tem lửa lên tem phía sau. Tem độc lên đầu nè. Chưa chỉnh được, đi cái này không chỉnh được. Đi cái này đi, 35% mà. Được con quái mới nè. Giống Savannah quá vậy. Đi cứu này luôn. Full sau trong phía hành này. Không không con nào đi được hết, đi bậy bạ. Con này thám từng, con đó cũng thuộc dạng gánh tem không cho đi được, không bỏ được luôn hả? Con này thì nó mạnh nên không đi được, sai lầm quá. Một lửa. Hai con này đi nhau mới hợp nè. Cho con cây đi không được. Con cây thì nó đam này nó cũng mạnh. Giữa này càng không được. Sai lầm rồi. Hai bia có thực sự cần thiết không? Không. Trận cuối rồi. Thôi em không muốn đi đâu, em hồi nó đi. Ép người quá đáng. Tới đây thì ven chứ làm gì nữa. Từ chối thôi. Bây giờ tiền vô nghĩa rồi. Rồi xếp lại đôi hình đó. Con này level 1 chứ không xài rồi. Con này không xài luôn. Cút luôn. Cút luôn. Này không xài luôn. Này có thể xài được. Lửa nào. Lửa nào. Lửa nào. Ba tộc quỷ đầu. Này thêm gum 2. Bây giờ đội hình 1 là lửa, đội hình 2 là độc. Con này gấp tạm vô 2 đi. Coi có khi nào cần thiết có thể đưa nó ra được.
Rồi ok. Đây là đưa độc lên trước lửa là sao ta? Tùy vào cái bẫy của mình. Rồi, này được rồi. Tại vì hai cái bẫy của mình liên quan đến độc thì để anh em độc hay sao? Xong đường này nghỉ à? Không biết có qua nói không? The marketing team has decided to add a resting area to Đây our. con này là gom đít đều 18 luôn, kiếp gì hai con đầu là hai con sau cái lửa, giờ độc đầu nào, lửa cuối nào, vật lý cuối, độc đầu, độc đầu đưa này lên đầu, lửa cuối, vật lý cuối, đưa này cuối, con này lửa vật lý cao, con này độc âm nhưng mà nó lại là cao nhất trong này nữa. Hệ tài hay kiếm giống như kỳ ma gù mình mày a á, còn em này giống con báo gì bên Dota 2 lâu quá quên rồi, em cứ báo cầm cung, con này cầm thương này, hai cái bẫy độc để bẫy này trước đi, cái cam chắc hồi máu giờ tụi nó rồi bẫy độc, độc đầu lửa sao vật lý sao, độc đầu, độc đầu con này lửa sao vật lý sao, con này yếu gì lửa yếu vật lý luôn nên sử dụng không ta, con này cũng không hơn nhiêu, dùng đi có gì con này chết thì con này nó còn chịu hồi được. Bây giờ nó xin trả nữa. Trời, nửa cây luôn rồi. Nửa cây luôn rồi. Gấp đôi đam. Nếu như khen lửa nó yếu. Mình giảm lửa cho tay em trước đây đó. Sợ nó không đánh được đâu. Hồi máu không? Chính xác độc luôn. Rồi bay màu luôn rồi. Bay màu luôn rồi. Thanh niên này quạt được cú nào không? Yếu dưới lửa mà qua hai tool này cũng không còn nhiều. Rồi, cắt đôi nó đi. Lấy gấp đôi đam đi. Dù sao nó bị 8-9 thiêu đốt rồi nè. Hồi phục hả? Rồi nó hồi mod cái cắm trại là hồi mod tuần sau đi vậy cũng đơn giản, chưa với anh nó làm nửa cây nhỏ rồi. Tuần sau là 5% máu, máu con này là 500, 500 là 25, còn lại 10, 10 gút độc không có 5 mà. Không chết còn lửa này mới chết. Phần cuối là độc kháng 25. Nó bị thiêu đốt 10 rồi. Này cho sức huyết. Nỗ lực cuối cùng của anh rồng ba đầu. Người ta chó ba đầu dưới cửa địa ngục thì con này có rồng ba đầu. Bút đam thôi. Anh boss cho nguyên game này không được ra trận nhiều. Nhẹ nhàng. Trời này quan thân thiên luôn. Boost tới 70%, 60% gì. Rồi, tự chết luôn đi. Đơn giản. Tiết kiệm tiền cũng không có ý nghĩa gì luôn,
qua cái hải sao hết rồi. Ok, được level mấy? 5 5 rưỡi, 5.4. Rồi thì sắp tới 23 rồi, nâng điểm thì nghỉ hả? Nâng cái gắn lên được cái này, thêm được con chó xương khi bắt đầu. Chó xương chứ không tới dụng gì mấy, 3 điểm nữa lấy cái điểm này ngon hơn. Vậy là rồi, chơi được nhân vật này luôn nè. Chuyện game này chơi rất lâu dài rồi. Mỗi cái 9 9 x 6 5 4, nãy giờ mình đi mới có hai đó, hai cái mà 2 tiếng này, 5 4 cái 50 tiếng à. Thôi nghỉ 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 nghỉ, nghe tới thấy hớn rồi. Cái này cái lần trước chơi lâu quá rồi, với là thằng để nó vô nó chơi xe ngang nó không có nhớ gì không biết gì hết. Bây giờ cái này mới nè, có đặt tên cho mình, mai mốt chơi chơi tiếp cái này. Đây họ không báo con game mới của họ sắp ra mắt, coi luôn cái là nghỉ hả? Quýt game cái mà nhắn gì dữ gì đây? Đây là con game không mới giới thiệu đây. Để tôi lại vừa coi cái kỹ rồi. Game này tên là Overboard. Đây nè. Tiếp cho anh em dễ đọc luôn mà. Thế này đóng vai nhân vật phản diện không ta? Cái con rùa này anh em nhớ game Mario rồi, giống giống con bắt rùa. Có khi đi bắt cóc công chúa gì không chừng. Ngày công chúa của chúng ta là hơi đen chút ha. Người đúng chuẩn năm 2023 rồi. Thứ ba 2023 là từ tháng 7 đến tháng 10 á. Ừ, 1 tới 3. 4 tới 6. 7 tới 10 là quý 3 của mình đó. Cái này là dạng game là vui đinh thẻ bài các em. Mình cờ. Game chơi trên bàn. Ngồi coi thử coi. Coi ảnh trước. Mình có 4 ô vuông, 4 cái này. Có 3 màu. Cái thành hoặc là shop, shop với nhân tiền, còn thành chất nâng công thủ gì đó chẳng hạn. Cây xanh chất tài nguyên. Đoán vậy thôi chứ. Quái là cây nữa. Đây là chỉ số quái của mình. Game này vô mấy nhân vật phản diện mà chắc tư tưởng con Yagu vô mà quên bi ủa gì quên bin man đấy, dùng tiền leo bát cha mà nó bôi bát gì đó hả? Mấy game này phọt lên mobile vẫn được nha, nếu xây dựng đồ họa chi tiết gì rồi mấy icon này không cần để dạng mà lâu pixel này quá đâu, nhưng mà sao hơi kệ này là thấy người tốt giống Nidalee hả, Gamet hả, cơ bản chưa biết gì, coi lại video cái ha.
tuyển dụng quái vật chốt nãy mình chơi thôi. Co-op được luôn. Co-op là kiểu co-op thì là game đối kháng như nhau. Phía trên có 5 cái hồ vuông đó, chắc đại diện cho 5 người á. Vẫn chưa hiểu cơ chế cho lắm. Quen đổi vị trí rồi. Steam với GOG lên đây chắc chắn anh em nào chơi thuốc thì có thể chơi được rồi đó. Tại vì GOG nó là cái kho game mà dạng như mở có demo luôn nè. Mình đến trước đi tính à, thằng này à, chính gần như chính. Chắc không chơi demo đâu. Sun Walker này cũng theo lâu rồi. Cũng dạng tin bay 4x4 này cũng rất là mong chờ nhưng mà nó bị tích luôn rồi. Cũng hạng hãng một phối gấp liền luôn, đặt cái tên cũng sặc mùi quái vật luôn. Có khi cái tem dép này là hiệp hội quái vật trà trộn như thiệt á. Ừ, anh hùng thì anh hùng theo giờ nhưng mà quái vật thì trường kỳ luôn. Hãng này cũng nhiều game hay quá không. Shogun Showdown này thì tôi cũng chơi bản demo rồi, bản giới thiệu của nó rồi, cũng viết cái review rồi. Đây cái review đây. Game lý tưởng rất là đơn giản, đồ họa nhẹ nhàng, lối chơi sáng tạo có chiều sâu. Trước mắt rất là ấn tượng với những gì trò chơi mang lại, bản chính thức di động với nhiều cải thiện hơn. Nhưng đây nó rất là đơn giản luôn. Nó cho mình hai vũ khí này nhảy theo thua, chọn một hai cái. Đó. Cũng tính toán rồi hơi bị đau đầu như cái game tầm ngục nãy không. Google Live là thấy này là thấy đau đầu rồi. Google Live mà tên bay đau đầu, thêm cái dép bui lại càng đau đầu luôn. Được, game này cũng đáng mong chờ. Quý 2 sắp tới thôi. Nói chung hãng phân phối của mấy con game này con này như mua rồi mà chưa chơi mà đâu có thời gian chơi. Như con này cũng mới chơi gần đây thôi, hồi đó mua rồi cũng ngâm giấm biết bao lâu chưa có đụng tới DLC nữa hay gì đó. Hồi nãy hình như là có DLC rồi, cái hồi nãy hình như có DLC trong đó rồi luôn rồi mới mở được mấy con kia đó. Nhưng mà nghĩ tới cảnh là một cái đun chỉ đi mấy tiếng đồng hồ, mỗi con những nhân vật lại đi 9 cái đun, 6 con nhân vật là 54 cái đun, chắc cũng gần 100 giờ chơi. Hiện tại thì 37.000 follow với cô giá cho anh em luôn nè. Giá Việt Nam đồng thì lúc nó rẻ nhất thì còn có khoảng 40.000 à. Không biết giá giờ còn gì không. Đây. Ngày 30 tháng 10 nó còn 40.000. Đợt sale gần đây 47.000, đợt gần nhất luôn thì khoảng 56.000. Nói chung giá này quá ngon cho con game có thời lượng chơi quá dài này. Hơi đau đầu tí, anh em nào thấy thích hợp mình có thể mua được. Lần sale gần nhất là ngày 16 tháng 3. Là mới có 2 tuần trước à. 20 ngày trước à. Cách 1 tháng nó mới sale được 1 lần. Vậy anh em có thể chờ là đầu tháng 5. 23 tháng 3. Anh em có thể chờ dịp 30 tháng 4 hoặc đầu tháng 5. 30 tháng 4 thì chắc nó không sale đâu. Để tiếp tục chuyên một quảng cáo gián tiếp nè. 30 tháng 4 thì nó sẽ có cái sự kiện tem nét phép này. Đây. Ủa cái sự kiện nhờ game giải đố, những dòng game giải đố trên tem mà. Thì tất nhiên con Logic Keypad là nó sẽ tham gia sự kiện này. Thời gian là 24. Không phải cái này. Rồi đây nè, thời gian là 24 đến ngày 1. UCT trừ 7. Mình là UCT cộng 7. Tức là nó 10 giờ sáng bên nó là 0 giờ đêm bên mình là khoảng 0 giờ ngày 25 á.
rồi ngay 0 giờ ngày thứ ba luôn. Team Deathmatch này thì đánh mạnh vô mấy con game giải đố thôi, chủ đề chuyên mục chính của nó là giải đố mới được, còn những con game nằm ngoài mục giải đố thì không có thể tham gia. Còn hiện tại sau đó nữa, đây Team Deathmatch này cũng khá là quan trọng, sau này có đó tầm game tiếp thì ưu tiên mấy sự kiện này, tại vì con game hiện tại quá lớp rồi, quảng cáo phải quảng cáo cho chót. Đang luôn cây bát đây, trái tim nó có cái dấu này thì khá là chua buồn thiệt. Còn khác là một số anh em Việt Nam được một anh người Nga, một anh người Trung Quốc, một anh người Pháp bắt nhau ngôn ngữ nha. Anh người Trung Quốc này thì có thể khá là mê game luôn, người vợ 33 là chơi gần đây gần 10 giờ luôn nè, anh review khá là chi tiết luôn, của anh cập nhật review luôn rồi. Rồi hôm trước phàn nàn thì cái vụ nhảy xu không được thì cũng update cho ảnh nhảy xuống dễ. Thực ra ban đầu làm cái vụ nhảy nhảy nhặt đồng xu khó là muốn con game cảm giác vui như cái map Dim King luôn, anh em chắc cũng biết con game Dim King huyền thoại này chứ gì, con game cực kỳ khốn nạn luôn. Lúc trước là dự định bui cái đó nhưng mà thấy khốn nạn gì thì chết. Dim King này anh em cái dạng Dim King những cái 5S quảng cáo cho đại ca 5S phát đầu tư rồi, thường xét Dim King là ra đây nè, đây nè, mà bớt gạo hết cái dùng kinh này khá là nhiều. Thì sỏi đá mới thành cơm. Trước tiên chúng ta sẽ lại phải sử dụng đến pen. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Từ trái đất quay. Đấy, và nhiệm vụ của chúng ta theo suy đoán của tôi là gì? Ở đây chúng ta sẽ có hai điểm đến, một là điểm này. Chơi game mà thấy dễ công thức. Ngã luôn. Làm lại, làm lại, làm lại. Ở đây chúng ta có gì? Gió thổi trong dây thì bốn. Pháp sư ngày xưa có thể 6 đổi hướng đấy thì bạn mình đây là một trong những người vì sao mà pháp sư ngày xưa có thể nói là mình chống nhảy qua lại đây được mưa gió thì mình gồng càng lâu càng xong nhảy chưa thì làm rồi xong xong nhờ. lên quạng mình rớt, rồi rớt thẳng dưới đất luôn. Đây đây ai nhầm nhầm tí anh em tôi thử thôi chứ làm gì mà tôi không nhìn ra cái hướng mẹ gầu nó bay này. Ghê vậy, ít nhập à, đúng là 5S nhảy như ít thì rồi xong rồi sợ thế chưa active window đúng đẳng rồi và chúng ta sẽ sang với chỗ chỗ cây cây thánh giá này. Ngoan ngoãn chúng đẩy gót xuống trượt xuống Ôi luôn trời ơi đẳng rồi. Xong đưa thẳng dưới địa ngục luôn. Con mày. Những con game dạng kẻ ức chế này anh em nhớ còn Lắp Bị Bết của Nguyễn Hà Đông Việt Nam không? Một những tên tuổi đó. Nói còn Getting Overhead còn gì luôn. Getting Overhead là con game ngồi trong cái thùng, cái chùm ở dưới chân đó. Miếng ăn dân tận miệng rồi thấy nào cũng rớt. Nghĩ chúng đây dội qua nghĩa là lên được chưa xong rồi có người đốt nếp kìa em trở lại nơi bắt đầu đấy là cái gọi là dung kinh đó này. Sau bản update thì anh ấy cũng đã sửa rồi. Quảng cáo gì thôi rồi này nghĩ lại rồi bây giờ 23 giờ rồi.